Thưa quý vị và các bạn, với quy mô 280 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ trên địa bàn hai xã Tân Lập và Trung Hòa liên quan đến hàng nghìn hộ dân phải thu hồi đất để phục vụ dự án. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, ngành chức năng và nhà đầu tư, qua triển khai hai giai đoạn thu hồi đất để làm khu công nghiệp, cơ bản tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án. Đến thời điểm này đã có 299 trên tổng số 305 hộ dân ở thôn Xuân Tảo, xã Trung Hòa bàn giao 36 ha đất và nhận bồi thường hỗ trợ. Nhà đầu tư là công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Frasera Yên Mỹ, Hưng Yên đã có mặt bằng để triển khai giai đoạn 2 của dự án. 6 hộ còn lại cũng đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ, nhưng chỉ mong nhà đầu tư bồi thường hoa màu cùng một lúc với đất canh tác. Chủ trương đường lối chính sách của Đảng xây dựng khu công nghiệp bên Mỹ để tạo công ăn việc làm cho các con em tại cơ sở, dân cũng đồng tình ủng hộ. Sau 2 năm triển khai, đến nay đã có 614 trên 663 hộ gia đình cá nhân ở xã Tân Lập nhận tiền bồi thường hỗ trợ với diện tích 680.000 m² để xây dựng khu công nghiệp Yên Mỹ. Có được kết quả này là sự vào cuộc tích cực của chính quyền, đoàn thể, xã và thôn. Bởi lúc đầu, không phải người dân nào cũng đồng ý ngay. Nhất là họ có sự so sánh về giá hỗ trợ với dự án phải thỏa thuận và dự án tỉnh đứng ra thu hồi. Gia đình tôi là vào hơn một mẫu, thì là chúng tôi cũng được cán bộ xã rồi địa phương cũng vào vận động ý kiến rồi họp bàn. Cá nhân gia đình nhà tôi là cũng ủng hộ hoàn toàn. Thế ra nhận tiền thì cũng thấy rất là phấn khởi. Chúng tôi cũng mong tập đoàn hỗ trợ thêm nhân dân chúng tôi để xây dựng những các cái công trình, ví dụ như nhà văn hóa. Với một số hộ dân còn lại ở xã Tân Lập chưa chấp thuận phương án và đơn giá hỗ trợ bồi thường của tỉnh, huyện Yên Mỹ vẫn đang tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao nhất, làm sao không ảnh hưởng đến triển khai xây dựng khu công nghiệp các giai đoạn tiếp theo của nhà đầu tư. Thì một số hộ dân thì vẫn cố tình là không hiểu, gây khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Thì đối với sự chỉ đạo của huyện thì chúng tôi cũng tích cực cùng với ủy ban xã rồi là chỉ đạo các ngành của huyện thế và phối hợp tốt với doanh nghiệp, với chủ đầu tư để mà tuyên truyền vận động người dân hỗ trợ tất cả các cái chế độ chính sách của nhà nước mà người dân được hưởng thì chúng tôi đã áp dụng một cách là triệt để nhất. Huyện Yên Mỹ đang chờ đón những dự án công nghiệp dịch vụ trọng điểm của tỉnh, trong đó có một số dự án của nhà đầu tư nước ngoài phải giải phóng mặt bằng hàng trăm hecta. Chính vì vậy mà công tác giải phóng mặt bằng được huyện rất coi trọng. Cũng chính là để thực hiện một trong các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ huyện khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra là thu hút nguồn lực đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng.